Phong bạn đúng rồi đấy. Hiện tại bây giờ xuất khẩu lao động Hàn Quốc, chương trình của bố động EPS dự kiến năm nay sẽ tuyển 16.000 lao động, cao gấp đôi so với năm ngoái. Nếu như các bạn mà lựa chọn đi cái đợt này ấy, có thể nó sẽ nhanh hơn đấy nhá. Nhưng mà những cái đồng chí mà muốn nạp hồ sơ xong là 3, 4, 5, 6 tháng sau bay ấy, thì anh chịu, bởi vì cái này ấy, nhanh nó cũng mất tầm 1 năm. Cái chi phí đi xuất khẩu lao động của cái chương trình này nó cực kỳ rẻ, đã được điều chỉnh lại, nó chỉ có 630 đô, bởi vì cái chi phí ngày xưa cộng thêm 500 đô là cái chi phí bảo hiểm hồi hương cho lao động. Phí này bây giờ người ta không có thu trước nữa, mà sau khi lao động đến Hàn Quốc á, thì người ta có thể trừ vào lương của lao động luôn. Nên đăng ký đi trong thời điểm này nếu như các bạn mà xác định sang chỉ để kiếm tiền. Để cụ thể hơn, tất cả các anh chị đang ở Hàn trả lời giúp Thành ở một bình luận nhé. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều.